Chúng ta vừa mới trải qua 20 phút đầu của chương trình với các thông tin về đời sống dân sinh trong nước, còn bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý về quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 18 tháng 4, tổng thống Nam Phi ban bố một tình trạng thảm họa trên toàn quốc do lũ lụt trên diện rộng và tuyên bố cứu trợ khẩn cấp cho hai tỉnh vừa bị lũ lụt tàn phá một cách nặng nề. Theo ước tính đã có ít nhất 443 người đã chết trong trận lũ lụt và có hơn 60 người khác vẫn đang mất tích có gần 4.000 ngôi nhà đã bị tàn phá và hơn 40.000 người phải di dời do lũ lụt. Trong thông điệp quốc gia phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Cyril Ramaphosa tuyên bố đây là một thảm họa nhân đạo đòi hỏi một nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và quy mô lớn. Ông cho biết quỹ đoàn kết sẽ thiết lập một tài khoản ngân hàng riêng cho người dân Nam Phi và các nhà tài trợ quốc tế để quyên góp tiền giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Quỹ đoàn kết được thành lập vào thời điểm đỉnh dịch COVID-19 như một nền tảng để nhận các khoản đóng góp cho hoạt động cứu trợ. Cơ quan chức năng đang nỗ lực đánh giá và định lượng thiệt hại ở hai tỉnh KwaZulu-Natal và Eastern Cape.